em tên là Thùy Lam, đến từ mỗi khi em tươi cười thẹn thùng, làn môi em xinh như đóa hoa hồng nhung, trộm nhìn em lòng anh ngất ngây, làm chân bước chân em cho đường thêm xa. Em năm nay 18 tuổi. Cuộc đời còn dài, tình yêu còn phía trước, có gì mà phải buồn. Em thấy là mảng văn nghệ ở trường mình rất là sôi động và vui tươi, em rất thích. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu vòng ba, hiên ngang vượt sóng gió sẽ qua. Em cảm thấy các anh chị sinh viên ở đây rất là thoải mái, thân thiện và nhiệt tình. Ngay lần đầu gặp mà đã như kiểu quen từ lâu rồi. Nghe cái thầy cô tư vấn về ngành học của em thì cái ngành em thích nhất là cái ngành điều dưỡng. Hẹn gặp nhau ở cuối con đường, đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Em đánh giá ly này là 10/10. Sắp tới kỳ thi tuyển sinh thì mình xin chúc các bạn trong lớp của mình thì đạt được kết quả thật tốt. Em đã trở thành sinh viên của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. I love you. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi, còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Nhờ bầu trời đang mây cũng an bình, nắng nương mây trời, nhớ không gian đôi người, nhớ nụ cười xuân tươi. Chọn Hồng Bàng, vững vàng tương lai.